cái đạo quán không được bao nhiêu thì cái dụng tự tánh dạng ra được bao nhiêu. À, quyết tất không tất cực thì dụng tới cực tức là thật. À, cái dụng tức là trí huệ. Người thế gian, cái trí huệ của người thế gian muốn xài ra phải tác ý. Còn á, trí huệ của Bát Nhã xài ra nó automatic, không cần qua óc, không khỏi cần tác ý. Chỉ vì đã nhiều Phật tử tham thiền đã có sự thực chứng tỏ rồi. À, tôi nghe tôi thường nói đó, Trương Quốc An là chị hành thiền, còn có nhiều người nữa. À, thì bây giờ đó, tôi không có mà từ người để kể được. À, thì á, cái trí huệ đó không có lìa tự tánh. Lục tổ thuyết pháp á, không lìa tự tánh. Nếu mà lìa tự tánh thuyết pháp tức là tương thuyết, thì ở chỗ khác nó có, cũng là trong kinh này có nói rồi đó. Nhưng mà ngộ được cái pháp này tức là vô niệm. À, cái hai chữ vô niệm á, ở sau này có giải thích. À, vô niệm, vô ức, vô chức. Tức là tôi cũng thường nói đó, quá khứ đừng có nhớ, vị lai đừng có chấp lại, hiện tại thì không trụ. À, cái bằng vô chức, chức là trụ. À, cái vô niệm không phải là cái niệm mà không có cái niệm nào hết. À, hỏi sao có giải thích. Không khỏi lên cái vọng, cái cuồng vọng. À, thì chỗ nào á thì cái dụng tự tánh á là automatic, nó hiện ra. À, cũng gọi là tăng chân ngơ đó. À, lấy cái trí huệ để quán chiếu cả pháp, nó quán chiếu á có thể làm cho người ta tưởng là giao môn quán chiếu. Cái nghi tình nó tự như quán chiếu, có lấy tên quán chiếu nhưng mà không phải quán chiếu. Cũng nghe Pháp Bảo Đàn kia nó khúc sao là chiếu đó, nó tỏa thiền nhưng mà không phải thân tỏa, là tăng tỏa. À, thì cái quán chiếu có thể là chỉ ra cái nghi tình đó, nó không lấy không bỏ thì cuối cùng sẽ chân tăng thành thật. Thì mình bây giờ đó muốn nhập vào cái thảm tham thấp giới, cái thảm tham, hai cái thảm tham này là siêu siêu vật so lượng. Bởi vì thấp giới đó, hôm qua tôi nói là cái ngã mà rộng hơn vũ trụ đó. À, với được cái chánh định của Bát Nhã đó thì phải tu cái hạnh Bát Nhã. Tôi giảng Bát Nhã tâm kinh có nói đó, mình tham thiền tức là hành cái bát hạnh Bát Nhã, là tu cái hạnh Bát Nhã rồi. À, tức là chỉ cái kinh Kim Cang rồi. Là mai bữa trước tôi có giảng kinh Kim Cang đó. Thường thường người ta tưởng là tụng kinh tức là trì kinh là sai lầm. Tụng kinh á chỉ là tụng thôi, trì á phải theo luôn cái ý của kinh thực hành mới gọi là trì kinh. À, trì với tụng á nó có dính với nhau đó. Bởi vậy tụng á, có kinh Kim Cang đó, đọc thọ trì đọc tụng. Nếu mà đọc tụng không hiểu nghĩa á thì cũng như không có đọc tụng. Đọc tụng hiểu rồi, hiểu cái ý nghĩa của Phật rồi thì mới thọ, mới lãnh thọ, tin thọ rồi á mới là thực hành. Cho nên mỗi cuốn kinh á ở sao tốt á đều phải nói tin thọ phụng hành. Cái gì đó là phụng hành. À, mình đọc hiểu nghĩa rồi theo cái ý nghĩa của kinh mà thực hành thì mới được gọi là trì kinh đó. Thì
Thì bây giờ tham thiền đó chính là tùy kinh, cho nên nó mới được chân tánh. Nếu mà tụng hoài á, tụng không á, thì không có thể nào mà chân tánh được. Đó. Cho nên phải biết cái kinh này đó, cái công đức vô lượng vô biên. À, ở trong kinh á, bắt cái kinh Càng Bát Nhã là nói rõ rồi, tăng thân nhiều. Thì mai bữa trước là con giảng rồi đó, thì là muốn nói hết, con nói hết. À. Thì cái pháp môn này là tối thượng thừa, là vì người đại trí mà nói, người thượng căn mà nói. Nếu mà người tiểu căn tiểu trí đó nghe đó thì cái tâm nó không tin. À, tại sao vậy? Cũng như mà trời mưa đó, trời mưa lớn đó, lớn tới mà thành phố, thôn quê đều cái nước đó thu lưu. À, cũng như mà trời cái mà lá cây vậy đó. À, nhưng mà nếu mà mưa xuống biển lớn á thì cái nước biển không tan thêm, không giảm bớt. Nếu mà người đại thừa, người tối thượng thừa nghe giảng kinh Kim Cang á thì cái tâm lực ngộ, lực hiểu. À, cho nên á, mình biết á, cái bổn tánh của mình á vốn là sẵn có cái chi bát nhã. À, mình á, nếu mà mình quyết tử tham thiền á thì cái chi huệ, cái bát nhã á thì được tự động mà tài ra. À, là do cái thường quán chiếu, tức là có nghĩa tình. À, bắt khỏi cần cái danh tự, bắt giả danh tự, khỏi cần danh tự. À, cho nên thiền tông nói là bắt lập danh tự đó. À, cũng như nước mơ á, không phải mà ở trên trời có. Cái này là nói theo cái hồi xưa đó, cái tập quán của hồi loài lộc tổ á, nói là do con rồng á hãy xuống. À, bởi vậy cái này là nói theo cái thời đại thì làm cho chúng sinh cũng như mà tất cả cai gói có tình hay là hữu tình vô tình đều được cái lợi ích. Thì á, tất cả sông lớn sông nhỏ đều chảy vào cái biển lớn hợp lợi thành một thể. Thì cái chi của chúng sinh á, cái bổn tánh của bát nhã cũng là như thế. Người tiểu can nghe cái đống giáo này thì cũng như mà cái cây cỏ mà nhỏ đó, cái căn tánh nhỏ đó bị cái mờ lớn đó xuống đó, nó không những mà không có lợi ích, nó bị ngã. À, không có tăng, không những khăn không tăng trưởng được, nó lại mà bị cái mờ nó làm mờ lớn mà làm cho nó ngã, làm cho nó chết. À, cái tiểu cơn, người tiểu căn đó, người căn cơ nhỏ kém đó cũng là như vậy. À, nhưng mà cái căn cơ nhỏ kém đó, cái bác trí của bác nhã giống lại với cái người mà đại trí đó, không có sai biệt. Tại sao mà nghe pháp mà không khai ngộ? Là tại cái tà kiến, vì cái tà kiến đó chứng ngại. À, tà kiến nhiều chừng nào đó thì cái căn của phiền não nó sâu chừng đấy. À, thì chính cái tà kiến đó cũng như mai lớn che phức cái mặt trời. Nếu mà không có lực cái vô mà khỏi á thì cái ánh sáng của mặt trời nó không hiện ra được. À, cái chi của bát nhã đó là không có lớn,
không có nhỏ. Tại tất cả chúng sinh tự tâm mê ngộ không giống nhau. À, cái người mê, cái tâm mê chỉ thấy ở ngoài à, là muốn tu hành để tìm thật ở ngoài, không tin tự tâm là thật, chưa ngộ cái tự tâm, cho nên gọi là tiểu căn. Bây giờ Phật giáo đồ á, thằng nhiều lắm, không hướng vào tự tâm mà tìm, mà muốn tìm cái thật ở ngoài tâm. À, thì á, ở trong này kêu bằng mê tâm ngoại kiến lắm, thì là gọi là kiểu căn lắm. À, nếu mà khai ngộ cái tôn giáo á, không chấp cái ở ngoài á, à, chỉ ở trong tự tâm, thường khởi lên cái tánh kiến. Cái tánh kiến là gì? Có nghi tình là tánh kiến. Có nghi tình thì là tánh kiến. Bởi vì nó không có chủ nơi nào cả. À, thì phiền não trần đau không có nhiễm được. Bởi vì cái nghĩ tình niêm mật á, trần đau phiền não nó vọng tưởng nó khỏi lên không được. À, thì á, cuối cùng á phải chân tánh. Thiện chi thức, nội ngoại bất trụ, khứ lai tự do, năng trừ chấp tâm, không đạt vô ngại, năng tu thử hạnh, giữ bát nhã kinh, bổn vô sai biệt. Thiện kiến thức, nhất thiết tu đa la, cập chư văn tự, đại tiểu nhị thừa, thập nhị bộ kinh, giai nhân, nhân trí huệ tánh, phương năng, kiến lập, nhược vô thế nhân, nhất thiết vạn pháp, bổn tự bất hữu, cố kỳ, vạn pháp bổn tự, nhân hưng, nhất thiết kinh thơ, nhân thiết hữu, duyên kỳ nhân trung, hữu ngu hữu trí, ngu vi tiểu nhân, trí vi đại nhân, ngu giả vấn ư trí giả, trí giả giữ ngu nhân thuyết pháp, ngu nhân thốt nhiên ngộ giải tâm khai, tức giữ trí nhân vô biệt. Thiện trí thức bất ngộ, tức Phật thị chúng sanh, nhất niệm ngộ thời chúng sanh thị Phật, cố chi vạn pháp tận tại tự tâm, hà bất tòng tự tâm trung, đốn kiến chân như bổn tánh. Bồ Tát giới kinh văn, ngã bổ nguyên tự tánh thanh tịnh, nhược thức tự tâm kiến tánh, giai thành Phật đạo. Tịnh danh kinh văn, tức thời khoát nhiên, hoàn đắc bổn tâm. Thiện ký thức, ngã ương nhẫn hòa thượng xứ, nhất văn ngôn hạ thiện ngộ, đốn kiến chân như bổn tánh. Thị dĩ tương thử, giáo pháp lưu hành, linh học đạo giả, đốn ngộ bồ đề, các tự quán tâm, tự kiến bổn tánh. Nhược tự bất ngộ, tu mít đại thiện tri thức, giải tối thượng thừa pháp giả, trực thị chánh lộ, thị thiện tri thức, hữu đại nhân duyên, sở vị, hóa đạo, linh đắc kiến tánh, nhất thiết thiện pháp, nhân thiện tri thức năng phát khởi cố, tam thế chư Phật, thập nhị bộ kinh, phải nhân tấn trung, bổn sự, cụ hữu, bất năng tự ngộ, tu cầu thiện tri thức, chỉ thị phương kiến, nhược tự ngộ giả, bất giả ngoại cầu, nhược nhất hướng chấp, vị tu tha thiện tri thức, vọng đắc giải, thoát giả, vô hữu thị xứ, hà dĩ cố, tự tâm nội hữu thiện trí thức tự ngộ, nhược khởi tà mê, vọng niệm điên đảo, ngoại thiện trí thức tuy hữu, giáo thọ, cứu bất khả đắc.
Lão ngoại bất trợ. Hồi nãy á, lục tổ nói tới ngoại ngoại á. Ngoại ngoại cũng là tương đối. À. Nội tâm ngoại cảnh à là tương đối. Thì á, lục tổ á sợ mình chấp cái lời nói của tổ à. Thì bây giờ tiếp theo nói nội ngoại đều không có chủ à. Bởi vậy cái bổn tánh của mình á là hoạt tắc hư lai tự do à. Lập trừ các chấp tâm không có tất cả chướng ngại á, cái đó á là do cái nghi tình á là cái chỗ automatic á, nó quyết sạch tất cả à, cái chấp tâm của mình quyết sạch thì là không đạt, nó không có chướng ngại à. Nếu mà tu cái hạnh này đó thì á dưới cái kinh Bát Nhã không có sai biệt à. Không có sai biệt à. Thì khi mà trước tôi giảng cái Bát Nhã Tâm Kinh á thì cũng có nói tới cái vấn đề này đó à. Tham thiền tức là chỉ đúng theo cái Bát Nhã, cái kinh Bát Nhã à, không có sai biệt. Tất cả kinh à, Sudana tức là kinh đó à, tất cả danh tự đại thừa, nhị thừa, 12 bộ kinh đều do người mà làm ra, do cái tánh trí huệ mới gian lập được. Nếu mà không có người thế gian thì tất cả muôn pháp giống là không có à. Cho nên biết á, pháp giới môn pháp á giống là tự người, từ người làm ra. Tất cả kinh sách đều gì có người mới nói có à, mới nói có tất cả kinh sách đó. Nhưng mà vì cái ở trong người á, ở trong loài người á có người ngu, có người trí. Ngu là tiểu nhân, chi là đại nhân à. Người ngu á hỏi người trí thì người trí đó thuyết pháp cho người ngu nghe, người ngu thình lình được ngộ, được hiểu thì á với người trí không có khác biệt. Cho nên không có ngộ thì tức Phật là chúng sinh. Nếu mà móc móc niệm ngộ rồi á thì chúng sinh là Phật à. Bởi vì Phật với chúng sinh là tương đối à. Thì ở đây cho nên mình biết á, dạng pháp á, môn pháp đều ở trong tự tâm mình à, không từ ngoài mà có à. Thì tại sao mà không ở trong tự tâm mình đặt đơn chân tánh, chân cái bổn tánh chân như của mình? Thì muốn mà đúng là thành linh đó, chân cái bổn tánh chân như của mình đó thì phải tham thiền, không có tham thiền được. Nhưng mà cái tham thiền á, mặc dù mình tin cái pháp môn tham thiền này, nhưng mà không tin tự tâm là thật á thì cũng là không có kiên tâm được. Cho nên nói lại lục tổ á, giảng kinh nói cái với Bồ Tát đó, tức là cũng như bây giờ thông dụng là kinh Thầm Vọng á à, Bồ Tát với kinh nó nói
cái bổn tánh của mình á, vốn là sự thanh tịnh. Nếu biết tự tâm mình là thật, được tiên cái tự tánh thật của mình, tức là thành Phật. Cái kinh Tịnh Danh cũng vậy, cũng nói tức là Duy Ma Cặc đó, kinh Duy Ma Cặc đó. Nếu mà mình tham tới là mà cái công phu thành khói đó, thì gặp cái trội duyên nào đó, cũng như loài xưa, bị giáp te nó cũng ngộ, bị đánh ngọc bạc tay nó cũng ngộ, bị mang một tiếng cũng ngộ, nghe một tiếng hát nó cũng ngộ. Thì lúc ngộ đó là tức thời đó quát ngang, nó thình lình được cái bổn tâm. Cái bổn tâm tức là thật, là kinh tánh. Thì Lục Tổ không những mà giảng, lấy kinh để giảng chứng, còn nói cái kinh nghiệm của mình. Nói tôi hồi trước đó, ở trong ngũ tổ đó, Hoằng Nhuận đó, những hòa thượng đó, tức là tổ Hoằng Nhuận đó, ngũ tổ đó, ở chỗ ngũ tổ đó, mới nghe thì ngộ liền. Thì Lục Tổ ở chỗ mà ngũ tổ nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, giảng tới mà ưng vô tổ trụ như tăng kỳ tam đó, thì được thiên tăng thực thình lình thấy cái bổn tăng chân như. Cho nên á, tôi mới lấy cái giáo pháp á, Đông giáo này, để mà hoằng dương lưu hành ở thế gian, làm cho những người học đạo được đón ngộ, được giác ngộ cái Bồ Đề. Thì bây giờ đó, mình phải tự mình quan tâm tham thiện, thì sẽ được tự thay cái bổn tánh của mình. Nếu mà không được tự ngộ á, thì phải tìm dạng tri thức. Hiểu cái pháp đối thượng thừa đó, để chỉ thị cái đường lối chân thật. Bởi vì á, cái thiền tri thức này đó có cái nhân duyên lớn, có thể giao qua chỉ đạo làm cho mình được mau kinh tánh. Nếu vậy tất cả thiện pháp, thiện tri thức được làm cho thoát khỏi tam thế chư Phật, 12 bộ kinh ở trong tam người dung là đầy đủ hết, không có thiếu sót. Chứ không phải là mình học từ cuốn kinh, từ đoạn kinh, từ chữ, học cuốn này qua cuốn kia mới biết được. Thì chính là Lục Tổ đó, là người dốc nát, không có tục học kinh nào hết, nhưng mà ngộ rồi thì nói ra thành cái Thập Bổn Đặng Kinh. Thì ở nay Lục Tổ nói là tất cả kinh thì ở trong cái tự tánh của mình là lầy lũ hết, chứ không phải là muốn học cái kinh ở ngoài mới biết được. Cái học là không phải của mình. Nếu mà không được tự ngộ á, thì phải cầu thiện tri thức để chỉ thị mới chân tánh được. Mà nếu mà tự ngộ á, thì khỏi cần mà cầu ở ngoài. Nếu mà cứ chấp rằng cần phải thiện tri thức ở ngoài mới được giải thoát thì là không đúng. Bây giờ đó, nhiều người chấp cái này nè, chấp chỗ này đó, phải có thiện tri thức chân tánh ở ngoài đó mình mới là tham thiện được, mới chân tánh được. Cái đó là vô hữu tự sinh tức là không đúng. Tại sao vậy? Trong tự tánh mình nè có thiện tri thức, tự tánh mình đầy đủ, có thiện tri thức làm cho mình tự ngộ. Nếu mà khỏi lên tà kiến,
mê muội. Tự mình mà nói lên cái giọng tưởng em đảo thì á, những người nói mà càng ấy đó là cũng là cái giọng tưởng đèn đạo đó à. Cho nên á, nếu mà vậy đó thì hiện trí thức ở ngoài giàu có dạy bảo cũng là cương nó không được, cương không được à, cương bất khả năng à. Nếu mà mình chân chánh á, khỏi lên cái quan chiếu của Bát Nhã đó, tức là cái nghi tình bên tổ sư thiền đó, thì có thể ở trong một sắc na vọng niệm đều tiêu diệt à. Thì lúc chân tánh á, lúc ngộ á, cũng có nhiều tổ á, một hơi thâu tam quan, tức là ngộ đã đến cái địa vị phạm, từ địa vị phạm phu trực tinh quả của Phật à, tức là đến cái Phật địa đó, niết ngộ tức chi Phật địa đó. Thì á, cái trí huệ bát nhã của mình đó, nó xài ra đó, trong ngoài đều sáng tỏ à, biết được cái tự tâm à. Nếu mà biết tự tâm thì giống là giải thoát, chứ không phải là trước có bó buộc. Bởi vì lá ngộ rồi thì á, biết là trước không có bó buộc thì cái giải thoát là giống là giải thoát à. Nếu mà được giải thoát tức là cái chánh định của tam muội, cho bạn bắt nhã tam muội, thì cái đó đó tức là do niệm à, tức là do niệm. Mà Lộc Tổ còn sợ mình hiểu rằng chữ do niệm đó hay chữ do niệm đó, thì ở lại nó giải thích thêm tại sao gọi là do niệm. Nếu mà mình thấy tất cả pháp cái tam không diễn trước là do niệm, tức là cái dùng của tự tánh nó khắp khắp giới tất cả nơi nào à. Nếu mà không trước cái tất cả nơi đó thì á, cái bổn tánh này hành tịnh, tức là mình á, lục căn thì tiếp xúc lục trần thì sanh ra lục thức. Cái lục thức đó là từ lục căn đó ra thì tiếp xúc với lục trần à, không có nhiễm không có tạp. Thì cũng Bát Nhã Tâm Kinh nói đó à, do nhãn nghĩa chỉ đẹp tham với à, do sắc sinh hương vị xúc pháp đó, tức là không có nhiễm chấp à, thì á thư lai tự do à, không có bị chướng ngại. Thì cái đó là cái bằng Bát Nhã Tâm Muội, cái chánh định của Bát Nhã đó, thì là cái bằng tự tại giải thoát. Thì nếu mà hạn cái nó đó, hạn cái hạn đó gọi là do niệm hạn, là cái hạn do niệm đó. Nếu mà mình tất cả vật đều không suy nghĩ thì á, làm cho cái niệm mình tuyệt, tức là bị cái pháp thực, tức là bao bụng buông cho cái niệm mà dứt đó, là bị cái thấp bô bục, gọi là biên chén với đề lục vào chấp không. Biên chén là năm thứ ác chén đó, ở trong một trong năm thứ ác chén đó à. Bị lục tổ sọ người ta hiểu là hai chữ vô niệm, tưởng là không có một niệm nào hết cả à. Nếu mà không có một niệm nào hết tức là cái gì cũng không suy nghĩ à, kêu rõ ra này là kêu bằng bắt dịch bắt tư lắm, tư là suy nghĩ à, thì á làm cho cái niệm nó tuyệt. Nếu mà niệm tuyệt tức là bị pháp bao bục và bị pháp bục, cũng gọi là biên kiến, là một ở trong năng thứ ác kiến à. Cho nên á,
nếu mà ngộ được cái niệm, cái do niệm này đó, cái pháp do niệm này đó, thì á tất cả pháp đều thông suốt. Ngộ cái pháp do niệm này đó thì được thấy cái cảnh giới của Phật, của chư Phật. Ngộ cái pháp do niệm này đó thì được đến cái địa vị Phật. Cho nên lục tổ á nói đó, cái loài sao á được cái pháp của ta đó thì phải lấy cái pháp mong đóng gieo này nói với người đồng kén đồng hành. Nhưng mà người đồng kén đồng hành đó phải phát nguyện họ trì cũng như phụng sự Phật mới được. Xúc đòi đều không có sụp lui thì nhất định sẽ nhập vào cái thanh vị Phật. Nhưng á cái truyền thọ đó từ ở trên đến nay là nói cái truyền đó là không gieo cái chánh pháp, à không được gieo cái chánh pháp. À nếu mà người mà không phải đồng kén đồng hành đó ở trong cái pháp khác đó thì không được truyền thọ. Bởi vậy đó, nếu mà truyền thọ đó là hại người đó. Cô kinh là vô ích. À bởi vậy tại sao đó, sợ cái người ngu đó không hiểu thì ban cái tham mong này. À thì làm cho á muôn ngàn kiếp á chấm dứt cái học vốn của Phật. Cho nên á lục tổ á ở sau này có nói cái một bài tụng á, à kêu bằng vô tướng tụng, à khuyên những người mà tham thiền đó, bất cứ tại gia hay là xuất gia đều phải đi theo mà tu. Nếu không tự tu á, chỉ là nghe cái lời của tôi á cũng là vô ích. À. Rồi nghe cái bài tụng sau này. Thuyết thông cặp tâm thông như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tích. Thuyết tích tuy vạn ban, hiệp lý hoàng quy nhất, phiền não ám trạch trung, thường tu sanh huệ nhật. Tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng tránh vô tam chướng. Thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tức tương đương. Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não, ly đạo biệt mít đạo, chung thân bất kiến đạo, ba ba độ nhất sanh, đáo đầu hoàng tự áo. Dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo, tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá, đảng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não phá. Tăng ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước tọa ngọa. Dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bị hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác.
chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, chánh tà tận đã cước, bồ đề tánh huyển nhiên, thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp huyền, mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Sư Phật viết Kim Ư Đại Phạm Tự, thuyết thử đốn giáo, phổ nguyện pháp giới chúng sanh, ngôn hạ tiến tấn thành Phật. Thời Vi Sứ Quân, giữ quan liêu đạo tục, văn sư sở thuyết, vô bất tỉnh ngộ, nhất thời tác lễ, giai tán thiện tai, hà kỳ lãnh nam, hữu Phật xuất thế. Cái bài do tuân tổng này đó, thì tả hết cái tổ sư thiền á, thăm mong tổ sư thiền thiết phong cật tăng phong như nhật sư hư không. Bây giờ đó, người mà giảng kinh thuyết pháp đó có thể nói là thuyết phong, nhưng mà thuyết phong á tăng á chư thông, tam chư thông cũng thuyết được thông, nhưng mà tam nhưng mà thông á thì thuyết tự nhiên thông. Thuyết thông không có thể là được tam thông, nhưng mà tam thông thì có thuyết tự nhiên thông. Cái thuyết thông với tam thông á cũng như mặt trời ở trên hư không. Tại sao lấy mặt trời để thí dụ? Bởi vậy mặt trời nó không có dựa chỗ nào, không có một sợi chỉ nó treo nó. Nếu mà có một sợi chỉ treo cái mặt trời đó thì chỗ sợi chỉ đó nó tơi, nó không có chiếu được à, nó có trụ à. Thì cái tự tánh mình á thì cũng như cái mặt trời vậy à, ở trong hư không không có dính líu với cái gì cả à, không có dính một sợi chỉ nào cả à. Thì cái tông phái tổ sư thiền này á chỉ truyền cái pháp chân tánh thôi à, tức là muốn người ta được học được chân tánh thôi à. Thì tổ á ra lời đó là tha tất cả tà tông, cái tà tông á thì nó không đúng với chân pháp, nó còn trăm ngã hoặc chấp như ngã hoặc chấp thấp ngã à, cho nên gọi là tà tông à. Theo pháp á thì không có đúng, không có tiệm à. Tại sao mà gọi là đúng giáo à? Tại có mê có ngộ, cho nên có mau ngộ, có chạm ngộ à, cho nên mới có nói là đông với tiệm. Đông với tiệm là vô người chứ không phải vô pháp. Pháp không có đông tiệm, là người vô cái người mới có mà đông và tiệm à. Thì cái môn thiền môn chánh tâm này đó, người ngu đó không có thể hiểu được, bị người mua nó chấp quá đi à. Nếu mà chấp cho nên Phật pháp á chấp nhiều chừng nào là hạ căn chừng đấy, chấp ít chừng nào là thượng căn nghe, chứ không phải là nói thông minh lanh lợi là cao à. Cái pháp môn này nó không có phân biệt cái
không minh lăn lội hay là dốc dốc nát gì hết á, à là chắc nhiều là thấp, không chắc là cao. À, nói về cái pháp á, nói thì nhiều nhưng mà học lợi thì là một. À, nhưng mà bây giờ mình á ở trong cái trung tâm này đó thì cũng như mà ở trong cái nhà đèn tối vậy đó. À, nhưng mà ở trong nhà đèn tối mình phải thường thường, cái thường 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 này là cái nghi tịnh niệm Phật đó, thì cũng như mà sinh ra cái trí huệ của mặt trời đó. À, hình dung cái trí huệ cũng như cái ánh sáng của mặt trời vậy đó. À, nếu mà khởi lên một cái biệt niệm đó là tà đến thì phiền não nó đến. Nếu mà không có biệt niệm, chỉ có cái chánh niệm đó, tức là nghi tịnh khởi lên, thì phiền não nó hết, phiền não chờ. À, nhưng mà cái tà với chánh đều không tàn, không dùng. Mới là thanh tịnh tôi mà không còn cái gì cả. À, thì nếu mà mình tham thiền, còn biết tham thiền, tôi là chân tham. Tôi chân tham là không có phân biệt tà chánh gì cả. À, luôn cả mà mình tham thiền cũng không biết mình tham thiền nữa. Trước giờ cái thủ đoạn của tổ á, thì nó làm cho người ta đó mau mà đặt đến chân tham đó. Thì cái bồ đề đó vốn là tự tánh sẵn có, nếu mà mình khởi một niệm cho nó là bồ đề, tức là giọng, tự tánh mình là bồ đề rồi, nếu mà khởi niệm để tìm bồ đề, cũng như bây giờ người ta thường hỏi Phật tử, với Phật tử thường nói là hay là